kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại trung tâm Á Mỹ để giới thiệu với quý vị một vài cái tin tức. Được biết là ngày 22 tháng 6 đó, thì cũng có một số đông quý vị đã đến được cái địa điểm mới phân phối thực phẩm. Nhưng mà cũng có một số quý vị thì không nắm vững, cho nên là San Jose có gì lạ, và bên trung tâm Á Mỹ cũng nhận được một số các điện thoại của quý vị gọi đến hỏi thăm chi tiết về địa điểm. Thì anh Thức hôm nay một lần nữa nhờ anh cho biết cái địa chỉ mới và ngày giờ. Trình phát thực phẩm nó vẫn tiếp tục trong cái tháng 6 này, và ngay tại trường Gina Buona trên đường Lucasia Avenue, là cái số địa chỉ là 1855 San Jose, California 95122. Và khi quý vị đến đó nhận thực phẩm thì quý vị chỉ có ngồi trên xe thôi, và đi vòng vô cái chỗ cái đường parking á, là sẽ có người bỏ sau cốp xe cho quý vị cho mỗi lần khi đến lãnh. Giờ là từ 3 giờ đến 5 giờ vẫn vậy phải không? Và cái giờ giấc đó thì cứ mỗi vào thứ hai từ 3 giờ cho đến 5 giờ là chương trình phát thực phẩm vẫn tiếp tục như vậy, từ 3 cho đến 5 giờ. Và chỉ việc lái xe đi ngang qua, không cần phải làm hẹn. Dạ, không cần phải làm hẹn, và cứ lái xe vào là người ta sẽ bỏ lên cho mình hai thùng. First come first serve. Dạ, ai đến trước thì lãnh trước, ai đến sau thì lãnh sau, cho từ 3 cho đến 5 giờ. Còn những người mà không có lái xe đó, họ sống ở gần đó, họ đi bộ lại đó, thì có một cái đường lên khác cho họ phải không anh? Vâng, thì những người nào mà không có lái xe được đó thì đến đó lãnh thì có cái một cái line để xếp hàng riêng, để người ta sẽ phát phân phối thực phẩm cho mình. Và cũng lãnh giống y như những người bỏ lên trên xe như vậy thôi. Và trong tương lai nếu họ có những cái thắc mắc hay là có những cái nhu cầu mà họ cần liên lạc thì liên lạc với ai ạ? Nếu mà quý vị cần liên lạc thì xin liên lạc với số phone là 408-309-0767. Sẽ có người trực tiếp trả lời cho quý vị. Là 408-309-0767. Dạ vâng. Sau cái ngày 15 tháng 6 rồi đến ngày 22 tháng 6 là 2 tuần liên tiếp là đã phân phối thực phẩm ở địa điểm mới là trường trung học Yaba Buena, cũng trên con đường Lucretia Avenue, địa chỉ là 1855 Lucretia Avenue, cách trung tâm văn hóa Mỹ Việt 2 block. Thì mặc dù là các tình nguyện viên của bên trung tâm Á Mỹ ngưng hoạt động trong vấn đề phân phối này trong thời gian này, thì có những cái gì trở ngại không? Anh có biết được là đồng bào mình vẫn nhận được thực phẩm tốt và mọi việc đều trôi chảy phải không anh? Thì cái tuần đầu đó thì cái số nhân sự mới đó thì của City với lại Foodbank đó, người ta kiếm xuống thì nhiều người ta cũng không có biết cách làm cho nó trôi chảy, nhưng mà đúng cũng rồi. Nó cũng luôn thuộc thì cái tuần đầu thôi, nhưng mà sau cái tuần sau thì đâu vào đó rồi. Đâu đó cũng như vô đó, tại vì nhiều người đó người ta làm quen với lại cái công việc đó thì coi như là cái việc mà lái xe ra rồi chạy xe vô rồi cũng có người hướng dẫn đường thì cũng trôi chảy. Mọi việc chạy tốt đẹp. Vâng. Dạ. Mọi việc đều tốt. Rồi sau đó thì đồng bào mình cũng không có những cái trở ngại gì, mặc dù là mỗi người chỉ được nhận 2 thùng thôi phải không anh? Vâng, thì cứ mỗi một gia đình thì được nhận 2 thùng. Và mặc dù là có 3-4 người trong gia đình cũng chỉ nhận được 2 thùng thôi. Vâng. Rồi ngoài ra thì khi mà lái xe đến đó, có phải đeo mặt nạ hay là không đeo, có bị trở ngại gì không, có ai bị làm phiền gì không ạ? Dạ không, thì ai muốn đeo thì đeo, nên như cái đó thì khi mà ngồi trên xe mà thì ai cũng muốn đeo thì đeo, còn không đeo cũng không sao. Ồ thế ạ, mặc dù là đi ra ngoài công cộng không đeo họ cũng cho luôn. Vâng, tại vì mình ngồi trong xe, tại mình cứ mở cái chuông ở đằng sau lên là người ta bỏ vào thôi, chứ mình cũng không có bước ra khỏi xe. À, còn những người mà lãnh đứng xuống xếp hàng đó thì phải đeo mặt nạ. À dạ vâng. Thường những lần trước đó thì mình có bàn ghế xếp ra cho những người nào lần đầu tiên tới lãnh, nghe đài xong họ biết được địa chỉ thì họ ghé tới họ ghi danh rồi họ mới được quyền lãnh, đúng không anh? Đúng. Bây giờ qua địa điểm mới mà cứ xe tới rồi đưa đi như vậy đó thì họ có phải ghi danh không, hay là có đón nhận thêm những người mới không, hay là chỉ có những người nào đã ghi danh rồi có thẻ rồi thì mới được vào thôi?
Cái chương trình phát thực phẩm này nó đều phát cho tất cả đồng đều, cho những người nào mà có đến là sẽ được phát. Và cái vấn đề ghi danh đó thì cũng có người, người ta cầm cái cuốn sổ trên tay, người ta hỏi từng người rồi cứ đưa ID, xuất trình ID, rồi có nhiều khi có cũng không cần ID, thì cứ gia đình bao nhiêu người thì người ta sẽ phát cho bấy nhiêu thực phẩm, tức là 2 thùng. Vâng. maximum đúng không anh? Dạ. Và cứ việc đi tới, dù là mình chưa có ghi danh, tới nơi sẽ có người hướng dẫn. Vâng. Phải không ạ? Dạ, đúng. Rồi từ từ họ sẽ chuyển thức ăn vào trong cái trunk cho mình. Vâng. Còn những người nào đi bộ thì cũng phải ghi danh nếu là khách hàng mới. Vâng. Đúng không anh? Vâng, mới cũ đều được hết. Vâng. Chỉ có điều là người cũ thì họ tự động họ đi thôi. Vâng. Còn người mới thì phải ghi danh. Vâng. Đúng không anh? Vâng. Dạ. Bây giờ đó, cái chương trình này đó thì ngày nào mà phát thực phẩm, quý vị đến chỗ đó thì người ta sẽ ghi danh cho quý vị luôn chứ. Cứ như vậy thôi. Vâng, cứ tuần nào người ta cũng ghi danh cho quý vị, mới hay cũ thì cũng đều được ghi. À, dạ vâng. Rồi bên cạnh thì anh có thể cho biết được lại cái địa chỉ, giờ và ngày là ở đâu không anh? À, cái địa chỉ là 1855 Lucrezia Avenue, San Jose 95122. Nó nằm ngay trên đường góc đường McLaughlin và đường Lucrezia. Quý vị chạy xuống là tới cái khoảng 3 block hay 4 block là nó tới cái trường học, là quý vị nhìn bên tay trái là cái chương trình phát thực phẩm ở đó, vào mỗi thứ hai từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Dạ vâng. Tổng cộng như vậy là Trung tâm Á Mỹ đã phục vụ cộng đồng khoảng trên dưới 9-10 tháng. Và như vậy các anh các chị trong ban tình nguyện viên làm việc cũng rất là cực. Đặc biệt là chúng tôi để ý kính thưa quý vị là vào mùa đông đó, lúc mà trời rét đó, đứng dưới mưa, rồi xong đứng dưới nắng, rồi xong rồi tới cái trận dịch Covid cũng vẫn đi ra tiếp tục để mà phục vụ đồng bào. Thì tôi nghĩ trước khi chia tay, anh Thức có thể có những cái lời gì muốn chia sẻ với lại các tình nguyện viên của Trung tâm Á Mỹ không? Cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả những thiện nguyện viên đã giúp cho cái chương trình thực phẩm này nó trôi chảy cho đến ngày hôm nay. Đã được bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 6 cho đến ngày hôm nay. Và cảm ơn những thiện nguyện viên và hàng tuần đã bỏ ra những cái thời giờ của mình để đến để giúp cho đồng bào và quý đồng hương chúng ta được những cái phần thực phẩm. Và cũng không quên cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay vào để mà phân phối những cái thực phẩm này. Cảm ơn rất là nhiều. Và cái số, cái địa chỉ bây giờ hiện giờ vẫn còn đang phát là ở cái số là 1855 Lucrezia Avenue, San Jose 95122. Và quý vị liên lạc với lại số phone là 408-309-0767. Nhân tiện đây cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên đã giúp cho chương trình này được trôi chảy tốt đẹp cho đến ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị. Và cũng xin được cảm ơn ban đại diện cộng đồng miền Bắc Cali cùng với Trung tâm Á Mỹ đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt hơn 9 tháng trời. Và San Jose có gì lạ cũng rất vinh dự được góp một bàn tay cùng với tất cả các quý vị trong cả hai hội đoàn, cũng như là được gặp gỡ quý vị thính giả của San Jose có gì lạ. Nghe đài xong là quý vị chạy tới, và chúng ta đã có những cái buổi phân phối thực phẩm rất là thú vị. Và ta không bao giờ quên những cái chào đón của các anh chị tình nguyện viên. Thỉnh thoảng tao ghé xuống là đều giơ tay hỏi có khỏe không, rồi các bác cũng vậy, rồi có các bác còn vỗ tay nữa. Đó là những cái điều khích lệ cho những người mà cùng có một cái tấm lòng muốn làm cái gì tốt cho cộng đồng của mình, đúng không anh? Dạ, đúng. Và một lần nữa cảm ơn anh Thức. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi.